Cảm ơn cô giáo. Đây chính là nguyên tắc số 1 quan trọng nhất của bài giảng đấy ạ. Nguyên tắc quan trọng nhất đặt lên hàng số 1 ạ. Chúng ta cần phải liên hệ với thực tế thì mới tạo ra một bài giảng gần gũi với người học, thực sự là họ cần, thực sự là khai thác kinh nghiệm của họ, thực sự là đánh thức những gì họ có, và thực sự họ mới cảm thấy rằng họ đóng góp vào bài giảng ấy, họ là người làm nên, họ tự lấy về. Họ sẽ cảm thấy khoái hơn rất nhiều, thấy vui hơn, và chắc chắn họ nhớ lâu hơn rất nhiều là mình tự nói ra. Cho nên hãy đặt câu hỏi thật nhiều, hãy tương tác thật nhiều với người học để họ được nói. Ta đã biết sẵn rồi, nhưng ta đừng bê nguyên để mang cho người học của mình, mà hãy đặt câu hỏi về những gì ta biết để người học trả lời. Họ trả lời chưa được, ta gợi ý cho họ trả lời. Họ trả lời không được, ta mới nói. Thế cho nên hãy liên hệ thực tế thường xuyên. Và cái hình ảnh này là thế đấy ạ. Đây ạ, đây là bài giảng và đây là thực tế. Thực tế này đọc thẩm thấu trong tất cả những nội dung mà ta chuyển cho người học. Và những nội dung mà ta chuyển cho người học phải quay trở lại phục vụ thực tế. Cho nên con gái tôi vẽ một cái cầu, tôi bảo nó vẽ làm sao để họ thấy được. Nó phải thông giao thông với nhau thế này, nó phải có hai chiều là như thế. Thế người ta sẽ thấy rằng thực sự cái bài học này họ sẽ sử dụng được, họ áp dụng được, họ thấy cần. Mà ta không cần phải nói cho họ rằng ui bài giảng của tôi quan trọng lắm, không cần. Ta hãy thường xuyên liên hệ thế như thế đi. Nhưng có một chút nữa, các thầy có thấy liên hệ thế nào cho hiệu quả mới là vấn đề đây này. Thế đa phần thì các thầy cô thường nói rằng tôi cứ nêu ra nội dung một, tôi lại liên hệ một thực tế vào đấy. Nêu nội dung hai, tôi lại minh họa bằng một ví dụ. Nội dung ba lại minh họa bằng ví dụ khác. Chưa đủ ạ. Tất nhiên chúng ta phải cần phải có nhiều kiến thức nền để minh họa, để bổ trợ cho cái nội dung bài giảng của mình thì nó mới sâu sắc, nó mới gần gũi, nó mới gắn bó với người học. Ví dụ như ta dạy họ về cách đeo khẩu trang chẳng hạn. Đeo khẩu trang, ta phải thực hiện ngay đeo khẩu trang chứ. Đừng có lại đem vẽ lên màn hình vi tính một cái khẩu trang rồi nói đây là bộ phận quai, đây là bộ phận chính, rồi cách đeo là từ trái sang phải. Ôi sao lại vô lý thế. Hôm trước tôi đã chứng kiến một lần như thế ạ. Năm kia thì phải, tôi có tham dự một cái buổi thi sát hạch của ngành chúng ta đấy ạ, của tòa động cho anh thơ. Thế có một bạn lên hướng dẫn về việc đeo khẩu trang. Thế bạn ấy vẽ, bạn ấy chụp lấy cái hình khẩu trang. Thế lúc tôi nhận xét, tôi chỉ trêu bạn thôi. Tôi rất tiếc hôm nay tôi không khẩu trang cho em mượn. Nhưng mà nếu được ấy, em hãy mua một khẩu trang em mang đây, em đeo ngay trước lớp, các bạn hãy nhìn đây, tôi đeo khẩu trang này. Rồi bảo mọi người là phân tích xem đeo như thế nào, đeo như này đúng chưa, đeo như kia là chưa đúng. Và yêu cầu người ta thực hiện lại. Thế là xong rồi, giảng hoàn hảo. Thế tại sao lại phải mất nhiều thì giờ đi lấy hình ở đâu về, lắp ghép vào đó rồi lại phải bao nhiêu lời để giải thích về nó. Có phải bất công không? Mà khó hiểu. Đấy. Thế thì hãy để cho thực tế nó tan chảy trong tất cả những nội dung mình mang đến cho người học. Và hãy bắt nó quay trở lại phục vụ thực tiễn của người đó. Người ta thấy thực sự là cần thiết. Chúng ta phải huấn luyện một cái lớp học về cái quy trình an toàn lao động nào đó. Tôi thấy là các giảng viên hay phàn nàn về cái việc là năm nào cũng vẫn dạy cái nội dung đó, người ta chẳng nghe nữa. Vẫn là nội dung quy định ấy, vậy dạy thế nào? Thế thì tôi bảo rằng các trường đó chỉ cần hỏi thôi. Hàng năm các anh chị vẫn làm rồi. Trước hết, một này, hãy nhắc cho tôi biết xem những cái nội dung chính trong quy định đó là cái gì. Thứ hai, ta bảo người học nhắc nhé, chứ ta đừng có tự kể, họ biết thừa. Đừng có nói hộ. Họ sẽ tự nhắc và hỏi chọn cái nào là chính. Thứ hai, những cái vấn đề phát sinh hay là khó khăn khi thực hiện những cái này là gì? Thế rồi ta mới giải đáp cho họ. Mà không phải mình đứng thao thao giải đáp đâu. Trao đổi cho họ. Người này khó, không nghĩa là người khác khó. Người này chưa làm được, không nghĩa là những người khác không làm được. Phải trao đổi. Thế là cuối cùng họ lại trao đổi. Ví dụ thế. Thế thì luôn luôn vấn đề thực tế đấy. Thực tế đang diễn ra thế nào? Khó khăn cái gì ở đó? Quy định là thế này, nhưng thực tế là thế này này. Ví dụ vậy. Thế cho nên việc này này, chúng ta hãy làm một cách thật sự là ý nghĩa với người học của mình. Và tôi xin phạm các thầy, các cô một câu nói mà tôi cho rằng nó cần phải được nằm lòng ở mỗi giảng viên chúng ta.
Một câu nói của ông thầy của tôi ở Cộng hòa Liên bang Đức, ông Ulrich Lipp, một cái nhà sư phạm lỗi lạc ở Đức mà có rất nhiều điều thú vị mà chúng tôi cứ coi như hình mẫu của mình ý. Ông Lipp nói thế này này: một bài giảng tuyệt vời nhất là bài giảng bắt đầu từ thực tiễn và kết thúc trong thực tiễn. Các thầy cô cứ nghĩ mà xem, bắt đầu từ thực tiễn, kết thúc trong thực tiễn, đấy là tuyệt vời nhất. Và đấy là câu tôi xin chốt lại cái nguyên tắc quan trọng nhất này. Xin phép đầu Đà Nẵng xin hỏi cô về cái vấn đề cô vừa trả lời vừa xong, cô vừa dạy xong. Đầu cầu Đà Nẵng à? Vâng ạ, mời thầy ạ. Xin chào tất cả các thầy cô cùng tất cả anh chị em trong lớp. Mình đến từ đầu cầu Đà Nẵng. Dạ. Thì thấy cái phần mà giảng mà đều thực tế á, thì mình sẽ hỏi cô một cái tình huống nhờ cô có thể xử lý, bởi vì cái khả năng mà xử lý tình huống trên lớp của giảng viên là cực kỳ quan trọng. Ví dụ như tình huống đầu tiên lúc nãy cô đưa ra là một bạn đọc báo, thì ví dụ như mình là mình cũng không có dùng lời nói mà mình thường hay dùng cử chỉ, tức là mình đi ngang qua cái bàn học của bạn đó, mình chỉ gõ tay nhẹ nhẹ lên trên đó một lần để gây sự chú ý, thì các bạn đó có thể là tự giác là cắt từ báo đi và theo dõi lớp học chẳng hạn như vậy. Tiếp theo đó là mình có thể nói là bây giờ đây là những cái nội dung rất là quan trọng và chúng ta đã dành rất là nhiều thời gian để chúng ta ngồi đây chúng ta tham gia, thì chúng ta nên dành thời gian để chúng ta tập trung vào lớp học thay vì chúng ta làm những việc riêng. Mình chỉ nhắc chung chung vậy thôi, thì các bạn chúng ta có thể tự giác. Thưa thầy, tôi dừng một chút có được không ạ? Cái thứ hai, vâng. Xin phép tôi dừng một chút nhé. Vâng. Ý của thầy đang nói về nguyên tắc thực tiễn hay là về vấn đề khác? Vấn đề trước cái thực tiễn, rồi bây giờ là thêm một cái tình huống nữa, đó là về thực tiễn. Là học viên trong lớp thì chúng ta đang tương tác những câu hỏi, thì học viên có thể là hỏi ngược lại chúng ta những câu hỏi xoáy gây khó khăn cho chúng ta chẳng hạn đi, nó nằm ngoài cái sở trường của mình, hoặc là học viên nó nói là ôi năm ngoái em học thầy đó dạy kiến thức nó khác so với là thầy năm nay, tại sao em thấy khác những cái gì em đã biết. Thì những lúc mà chúng ta đang giảng như vậy thì nó bị tụt cái cảm xúc, do là học viên hỏi những câu hỏi xoáy, hoặc là hỏi nó ý kiến về cái bài giảng của mình, nói là cái thầy đang giảng là nó bị sai, không có đúng với những gì mà em đã từng được học. Thì những lúc đó thì chúng ta nên xử lý nó như thế nào? Cảm ơn thầy. Tôi phải xin phép một tí. Tôi ước gì có thời gian để chúng ta trở lại vấn đề này. Bởi vì bây giờ chúng ta đang trao đổi về cái nội dung là liên hệ thực tiễn rồi. Thế thì xin phép thầy, tôi sẽ chia sẻ thêm với thầy vào giờ nghỉ trưa nhé. Có được không ạ? Bây giờ mọi người đang tập trung vào cái nội dung là liên hệ thực tiễn trong bài giảng. Ta nói về nguyên tắc số 1 của giảng dạy đấy. Thế còn cái vấn đề thầy đang nêu là những cái khó khăn chúng ta có thể gặp phải trong giảng dạy mà tôi đang chiếu trên màn hình đây này. Đây là những khó khăn mà tôi dự kiến sẽ nêu, nhưng mà chúng ta không có nhiều thời gian đây và tôi ưu tiên cho nội dung khác. Thế tôi chỉ xin nêu ra. Và nếu như chúng ta có ai cũng có thể ngẫm ý về vấn đề này, và nếu như có ai mà chưa giải quyết được thì có thể trao đổi riêng với tôi có được không ạ? Tôi không định dành nó thời gian ở đây. Có được không thầy? Thầy hãy gật đầu chấp nhận đi ạ. Vâng, em cảm ơn. Vâng ạ, cảm ơn thầy. Và tôi rất mong thầy sẽ suy nghĩ về cái việc là chúng ta liên hệ thực tế như thế nào nhé. Thầy có đồng ý với câu nói của ông Ulrich Lipp của tôi vừa nêu không? Một bài giảng bắt đầu từ thực tiễn và kết thúc trong thực tiễn là bài giảng tuyệt vời nhất. Thầy đồng ý không? Vâng. Đồng ý không ạ? Thầy hãy tí nữa tôi sẽ ghi số điện thoại. Có thể thầy sẽ trao đổi tôi vào giờ trưa về câu hỏi vừa rồi nhé. Cả lớp thầy, tất cả chúng ta hãy dành cho thầy một tràng pháo tay về việc này ạ. Tôi nghĩ là thầy là người rất là sâu sắc đấy ạ. Thầy quan tâm đến các vấn đề khó khăn của lớp học, chứng tỏ là thầy đã rất nhiều kinh nghiệm và thầy rất trăn trở với đề này. Tôi rất là thán phục những giảng viên mà hay tìm tòi như vậy đấy ạ. Cảm ơn thầy, tôi sẽ trao đổi với thầy vào buổi trưa ạ. Rồi, cảm ơn cô ạ. Trở lại nhé, nguyên tắc số 1 chúng ta. Nào, nguyên tắc số 1 đó là liên hệ thực tế. Và hãy nhớ, hãy bắt đầu bài giảng bằng thực tế và kết thúc trong thực tế nhé. Các thầy cô có đồng ý với tôi không? Chúng ta trở lại nhé. Vâng ạ. Rồi, tôi xin lấy một ví dụ. Hôm nay chúng ta sẽ vẫn kết thúc đúng giờ, không sao đâu ạ. Chúng ta đừng sốt ruột nhé. Nào, tôi giảng dạy môn soạn thảo văn bản hành chính chẳng hạn. Tôi bắt đầu bài giảng như thế này này. Không bao giờ tôi bắt đầu bằng khái niệm đâu. Nhiều giảng viên cứ bắt đầu khái niệm văn bản là gì. Không, tôi vào lớp bao giờ tôi hỏi ngay. Trong lớp chúng ta, những ai thường xuyên soạn thảo văn bản xin giơ tay. Thứ hai, những ai thỉnh thoảng soạn thảo giơ tay. Có ai chưa bao giờ soạn thảo giơ tay. Thế là sau đó tôi kết lại ngay.
rằng dù cho hay rồi thì ta đều biết về các văn bản, bởi ta đang là công chức, ta đang là chuyên viên chính, ta làm việc với văn bản khá nhiều rồi, đều biết. Thế vậy thì hiện nay văn bản chúng ta đang còn tồn tại những thiếu sót gì? Hãy xem văn bản con mình ý, trở ra cho tôi xem là văn bản của cô anh chị đang có những thiếu sót gì. Đấy là cái câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra đấy. Chỉ ra những lỗi của văn bản. Người ta sẽ nêu hết xem là văn bản của cơ quan có lỗi gì. Có thể cái việc chỉ ra nó đúng hay là sai, chưa nói vội. Đấy, ít nhất người ta phải ngẫm nghĩ, người ta phải tìm tòi. Và với những gì người ta hiểu biết văn bản, người ta cho rằng cái này sai, người ta nói ra. Như vậy tôi đã bắt đầu vào thực tiễn. Và tôi chỉ kết luận lại với mọi người rằng, ồ, cái đó có thực sự là sai không hay là đúng? Cái này có phải là sai không? Chúng ta cùng nhau đi vào nghiên cứu về bài học, xem là cái này cần phải làm thế nào mới là đúng. Tức là những cái lỗi mọi người chỉ ra ấy, tôi không kết luận vội nó thực sự đúng hay không đâu, mà tôi hãy hướng mọi người vào bài học, rồi ta sẽ biết là nó đúng hay nó sai. Thế là mọi người chỉ mong nhanh chóng đi vào bài học để xem nó như thế nào và phải làm gì. Đấy là một cách mở đầu rất hấp dẫn, lôi cuộc mọi người bài giảng ngay, không cần phải làm gì nhiều. Thế và khi mà trao đổi với họ về kỹ thuật soạn thảo xong rồi, họ có kỹ thuật rồi, thì tôi quay trở lại một lần nữa, yêu cầu hãy chỉ ra cho tôi những cái lỗi sai trên văn bản mà tôi phát cho họ. Đấy là một lần nữa kết thúc trong thực tiễn. Và nếu như một giờ giảng dài hơn, có thời gian hơn, tôi sẽ yêu cầu soạn một văn bản và trong đó phải áp dụng những điều tôi vừa hướng dẫn. Thì đấy là bài giảng mở đầu trong thực tiễn và kết thúc trong thực tiễn. Nó thực sự gắn với nhu cầu của họ. Và họ thấy, ô đúng thôi, mình cần phải học thế này chứ, để phục vụ công việc ngay chứ, không phải là đến đây để ngồi nghe thế này nghe thế kia đâu. Đấy, rồi. Thế thì đấy là một nguyên tắc tôi cho rằng nguyên tắc quan trọng nhất trong giảng dạy đấy. Và vẫn còn nguyên tắc khác nữa, về các thầy cô sẽ suy nghĩ thêm nhé. Như vậy là ta vừa nêu hai nguyên tắc đấy. Một nguyên tắc quan trọng nhất để có được nội dung thiết thực. Một nguyên tắc quan trọng nhất để có được một không khí tích cực. Hai nguyên tắc vẫn còn nữa để có thể làm cho bài giảng của mình trở nên sinh động và hiệu quả hơn nữa. Các thầy cô sẽ có nó trong buổi chiều nữa bằng chính những kinh nghiệm của mình mà mình sẽ tải nó ra trong buổi trưa. Được không ạ? Rồi, trước khi nghỉ, tôi muốn các thầy cô hãy thu lượm tất cả những gì chúng ta có trong 2 tiếng đồng hồ vừa qua vào cái hành trang giảng dạy của mình để nó khỏi bị rơi mất. Hãy nói giúp tôi nhé. Các thầy cô thu nhận điều gì sáng nay? Hay là điều gì các thầy cô muốn giữ nhất trong sáng nay? Một điều thôi. Hãy chọn một điều mình muốn giữ nhất là cái gì? Nào, ta nhớ lại toàn bộ. Một điều mình muốn giữ nhất sáng nay. Giảng viên cần phải tạo ra không khí tích cực trong lớp. Và chính mình phải luôn có một tinh thần tích cực để lan tỏa đến người học. Cảm ơn thầy giáo, rất tốt ạ. Xin mời ý kiến thứ hai nào. Ta muốn giữ điều gì, mời em. Chúng ta luôn phải lấy học làm trung tâm. Và trung tâm ở đó là gì? Là hướng đến nhu cầu của họ. Là thực sự khai thác kinh nghiệm của họ. Là thực sự để cho họ tham gia vào buổi học, để họ tự chiếm lĩnh tri thức. Cảm ơn em, rất tốt. Xin mời. Vâng, ý kiến thứ ba. Chúng ta luôn làm chủ lớp học. Làm chủ lớp học là làm chủ thế nào? À. Làm chủ nội dung. Cảm ơn cô giáo. Đúng rồi ạ. Ý của cô giáo là như thế này ạ. Làm chủ nội dung. Khi mà có một học viên nào đó mà người ta đang quan tâm đến một vấn đề khác, nó không thực sự là nội dung mà mình đang làm, thì mình cố gắng giúp họ quay trở lại, chứ mình đừng đi theo họ để dẫn cả lớp đi theo. Đúng không ạ? Rồi, làm chủ nội dung. Và thứ hai, ta phải kiểm soát thời gian, làm chủ thời gian. Mình biết là mình có bao thời gian. Nếu mà có một học viên nào đó thì cũng không được ạ. Ta phải can thiệp. Rồi, bài kiến. Ba điều rất là muốn giữ. Và tôi muốn biết đại diện ở phía các đầu cầu, các thầy cô muốn giữ điều gì khác không so với các thầy cô ngồi đây ạ. Xin mời một ý kiến ở các đầu cầu khác ạ. Xin mời các thầy cô. Chúng ta có bổ sung điều gì mà ta muốn giữ trong buổi sáng nay không? À, các đầu cầu lại nhường cho chúng ta ở đây rồi đấy. Thế thêm một ý kiến, mời chị ạ. Vâng.
Cảm ơn cô giáo. Ý của cô Huyền là giảng viên nói phải đi đôi với làm, đúng không ạ? Ta nói gì ta phải làm đó, chứ ta giảng cho người học một đằng rồi ta làm một nẻo thì không hiệu quả đâu ạ. Cho nên các thầy cô sẽ thấy rằng tất cả những gì tôi chia sẻ ở đây á, tôi đều làm hết. Cả các phương pháp nữa, buổi chiều tôi sẽ mời các thầy cô hãy kể lại tất cả những phương pháp tôi thực hiện sáng nay. Tôi đã dùng phương pháp gì? Các thầy cô sẽ nhớ ạ, sẽ kể lại. Cho nên ý của cô Việt là khi chúng ta nói là giảng với tích cực thì bản thân chúng ta phải tích cực. Và sự tích cực này nó phải thẩm thấu vào tất cả mọi hoạt động, chứ không phải là chỉ trong lời nói đâu ạ. Tất cả đều phải thể hiện tinh thần tích cực để người học được học và dự giảng tích cực. Cảm ơn cô giáo rất là nhiều. Tôi tin là mỗi người sẽ có một điều nào đó mà mình muốn giữ nhất cho mình nữa ạ. Và tôi thì sáng nay tôi giữ lại tất cả sự tích cực, sự tham gia tích cực, sự ủng hộ nhiệt tình và những nụ cười, ánh mắt chăm chú của các thầy cô với một lòng biết ơn ạ. Mọi người đang rất ủng hộ tôi sáng nay và buổi chiều chúng ta lại như thế nhé. Rồi bây giờ chúng ta tạm biệt. Xin mời các thầy cô các đầu cầu nữa ạ. Chúc tất cả chúng ta một bữa trưa ngon miệng. Tạm biệt ạ. À, buổi chiều chúng ta trở lại lúc mấy giờ? 1:30 hay là 1:30 đúng không ạ? 1:30 các thầy cô trở lại nhé. Rồi chúng ta nghỉ thế ạ. Vâng, tạm biệt tất cả mọi người. Dạ vâng, em chào cô ạ. Vâng ạ. Thầy giáo. Thầy làm nào? Thầy giáo ở đầu cầu Ban Ê Bình Định phải không em nhỉ? Làm nào? Đà Nẵng. Làm nào cho thầy số điện thoại của tôi. Mình ở Đà Nẵng cô. Alo. Alo, dạ nghe cô, mình ở Đà Nẵng. À vâng. Thầy có thời gian để chia sẻ về cái nội dung thầy hỏi ban nãy không? Vâng, vâng, em đang nghe đây cô ạ. Vâng. Thầy hãy ghi số điện thoại tôi để gọi riêng để đừng làm ảnh hưởng đến mọi người nhé. Vâng, vâng, cô cho em xin số điện thoại. Vâng. Vâng ạ. Cho số. Như nào em? Làm sao để liên lạc được? Cô có thể cho xin số điện thoại. À, tôi đọc số điện thoại của tôi ạ. Vâng. Hoặc là cô có thể là... thầy giáo ơi, thầy đọc số của thầy để ban tổ chức ghi lại giúp nhé. Vâng, thầy đọc vâng. Số của thầy đi ạ. Vâng, 000981. Em... anh